Bác sĩ xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Bệnh viêm phế quản nên ăn gì? Bệnh viêm phế quản nên uống gì? Đó là câu hỏi mà có rất nhiều các ba mẹ đặt câu hỏi cho bác sĩ Hương. Cái phần đầu tiên mà các ba mẹ các bạn cũng đã biết là bệnh viêm phế quản thì liên quan đến cái vấn đề là trẻ ho. Trẻ ho nhiều và ho để làm giúp tống đờm ra khỏi đường thở của em bé. Cho nên tất cả những cái loại thức ăn mà có dạng nước chế biến, các ba mẹ nhớ cho em bé ăn ở dạng lỏng thì sẽ giúp cho em bé dễ loãng đờm hơn. Các ba mẹ nhớ là trong cái giai đoạn em bé bị ốm thì cái khả năng hấp thu chuyển hóa của em bé giảm. Cho nên các ba mẹ nhớ là tuyệt đối không có được kiêng gì cả, cho trẻ ăn đầy đủ các cái loại dưỡng chất cần thiết, tinh bột này, đạm chính là thịt, tôm, cua, cá, trứng này, rồi dầu mỡ này, rồi vitamin và khoáng chất chính là các cái loại rau củ quả này. Vậy thì chúng ta quan trọng là các ba mẹ nấu cho em bé ở dạng lỏng để em bé dễ ăn. Thứ hai nữa là các ba mẹ chia nhỏ cái bữa ăn đó ra và tăng dần theo ngày, bởi vì khi các con ốm, bản thân mình cũng ốm, mình cũng không muốn ăn, đúng không ạ? Yes. Cho nên là thứ nhất là ăn lỏng thì dễ ăn. Thứ hai là các bạn chế biến ra nhiều bữa thì em bé không bị đầy bụng, cái dạ dày nó không bị trướng lên, không bị đầy lên. Và khi cái dạ dày nó đầy lên ấy, nó no quá, nó cũng kích thích làm cho trẻ khó chịu và làm cho trẻ khó thở. Cho nên là các bạn nhớ là chia nhỏ bữa ăn ra và nấu loãng để em bé thứ nhất là dễ hấp thu, dễ tiêu hóa, giảm cái tình trạng khó thở, giảm cái tình trạng đầy hơi. Và quan trọng nữa đó là em bé dễ loãng được cái đờm ra để em bé tống được đờm ra khỏi cơ thể. Các ba mẹ nhớ nhá, tuyệt đối không có kiêng gì cả. Và các bạn cũng biết rằng là một trong những cái yếu tố để giúp cho trẻ nhanh hồi phục đó là liên quan đến vấn đề gọi là vấn đề miễn dịch, đúng không ạ? Cho nên các ba mẹ cần phải cho em bé dinh dưỡng đầy đủ thì cái hệ miễn dịch của em bé mới tốt được, đúng không ạ? Một câu hỏi nữa là vậy thì trong cái quá trình mà em bé bị viêm phế quản thì em nên cho con uống thuốc gì và bắt nguồn từ cái triệu chứng của em bé đó là cần ho để tống đờm ra khỏi cơ thể. Cho nên cái thuốc mà các ba mẹ sử dụng đầu tiên đó là những cái thuốc ho có vai trò là loãng đờm. Đặc biệt là trong dân gian của chúng ta có những cái loại thuốc ho thảo dược rất là tốt, các bạn có thể sử dụng trong những cái giai đoạn đầu để giúp cho em bé loãng đờm, dễ tống đờm ra khỏi cơ thể. Và bên cạnh đó thì khi trong cái quá trình mà em bé bị ốm thì em bé sẽ bị tiêu hao rất là nhiều các cái loại vitamin và khoáng chất, bởi vì liên quan đến cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Cho nên là các ba mẹ có thể là bổ sung cho em bé các cái loại vitamin tổng hợp để giúp cho cơ thể của em bé có thêm được các cái nguồn mà gọi là cung cấp vitamin và khoáng chất mà các bạn khó có thể thông qua được cái đường ăn. Các bạn mẹ có thể cho em bé uống thêm vitamin và khoáng chất. Và vô cùng quan trọng đó, các bạn mẹ nhớ là phải cho em bé uống nhiều nước. Đó, uống nhiều nước thì giúp cho em bé đỡ mệt. Khi mà em bé bị viêm phế quản, em bé sẽ bị khó thở rồi đờm dãi, cho nên em bé sẽ mệt. Cho nên các ba mẹ cho em bé uống nhiều nước. Đó là những cái mà các ba mẹ chú ý trong cái quá trình mà điều trị cho con của mình. Bên cạnh đó, các ba mẹ có thể sử dụng các cái giải pháp dân gian, rồi các cái biện pháp hỗ trợ như là vỗ rung đờm cho con để cho con dễ tống đờm ra khỏi cơ thể hơn. Thì đó là những cái giải pháp mà các ba mẹ có thể áp dụng trong cái quá trình mà chăm sóc em bé viêm phế quản tại nhà. Bác sĩ Hương xin cảm ơn. Và nếu các ba mẹ các bạn là thấy video này có ý nghĩa thì nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương nha. Đăng ký vào các cái nút đến vào cái nút có hình quả chuông ấy, để mỗi khi những video mới bác sĩ Hương đưa ra, các ba mẹ và các bạn sẽ là người đầu tiên được đón nhận những video về quá trình chăm sóc em bé của mình. Bác sĩ Hương xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.